Chào tất cả mọi người. Lại lọ mọ trong vườn phát hiện một giò lan nữa đang ra bông. Lại tiếp tục quay một cái clip để lưu lại cái hình ảnh này. Tại vì cái mùa lan rừng nó không có kéo dài, cho nên là mình cũng muốn ghi lại những khoảnh khắc này, sau này có thời gian rảnh ngồi xem lại cho đỡ buồn. Thời gian khác thì chỉ có được ngắm lá của lan thôi. Hôm nay thì trong vườn nhà mình nở một cái giò. Nếu các bạn đã chơi lan thì các bạn nhìn là các bạn biết rồi. Đây là thằng lan rừng hạt vĩ. Đây các bạn. Hạt vĩ thì cái thân của nó, thân lá của nó là tương đối giống giả hạt, nhưng mà có điều là nó nhỏ hơn. Các bạn thấy cái cọng của nó không? Cọng của nó rất là nhỏ và mảnh. Một số cái mầm nó mập thì nó nhìn nó cũng tương đối giống anh giả hạt đấy, nhưng mà cái lá thằng này thì nó nhỏ hơn. Phân biệt thằng hạt vĩ và lại thằng tam bảo sắc á, thì anh em để ý là cái thằng hạt vĩ á, nó ít có cái hạt tố tím như cái thằng tam bảo sắc nha. Thường là cái lá của nó màu xanh. Chứ còn thằng tam bảo sắc thì cái lá nó mỏng, nó không lá thằng tam bảo sắc nó không có mọng nước như cái lá của thằng hạt vĩ, mà cái lá của nó giống như cái lá lúa, nó khô và nó mỏng. Còn cái lá của thằng hạt vĩ này các bạn thấy không, nó rất là mọng nước, nó giống như thằng giả hạt đó. Cái thằng này mình ghép cũng rất hết sức đơn giản thôi. Chỉ lấy hai cái dề đó, và bắn vào một cái khúc cây. Thì mới từ năm ngoái đến năm nay mà nó mọc. Đợt này là nó ra rất là nhiều cái chồi. Chồi xanh không à. Thằng này là mình chưa chưa có chăm sóc chăm bón gì nha các bạn. Tự nó ra đấy. Và các bạn xem hoa của nó. Hoa thằng này á thì cái cánh của nó màu phớt hồng. Đó, nó hơi phớt phớt nhẹ cái màu hồng. Cái họng của nó thì có cái màu tím. Còn cái cánh của nó thì các bạn thấy nó có nhiều cái, nó có một cái lớp nhung ria ria. Và cái màu nó hơi ám vàng vàng nhẹ thôi, chứ không không nhiều nha. Nó gọi là cái màu vàng chanh, nhẹ, rất là nhẹ chứ không có đậm. Hạt vĩ nó cũng tỏa ra mùi thơm khá là dễ chịu các bạn. Và nếu mà chúng ta chăm tốt á, thì chúng ta có một cái giò rất là đẹp. Hiện tại thì cái giò của mình đây có chắc cũng phải được vài chục cái thân tơ á. Thì hy vọng là cái mùa sau là nó sẽ đẹp hơn cái mùa này. Ngoài hạt vĩ nó rất là sai. Ngoài những cái clip mà mình bán lan ra thì mình còn làm những clip này để chia sẻ cho anh em cách nhận biết, cách phân biệt một số cái loại lan thông dụng. Tất nhiên kiến thức về lan thì không có ai khẳng định là mình biết hết được, như bản thân mình cũng vậy, nhiều khi còn nhầm lẫn giữa loại này với loại khác. Thì trong quá trình chúng ta chơi, chúng ta vừa chơi chúng ta vừa tìm hiểu luôn, thì mình biết đến đâu mình chia sẻ đến đấy. Thì anh em nó thấy có những cái gì chưa đúng thì chúng ta góp ý phía dưới comment cho mình nha. Các bạn lưu ý là những cái video mà chia sẻ về lan á, về các cái hình ảnh đẹp á, thì mình để chế độ comment. Nhưng mà riêng các cái bài viết mà bán hàng á, thì mình khóa comment lại. Thì mong các bạn hiểu. Tại vì á, một số bạn á, thì không đọc được các cái clip cảnh báo của mình á. Chúng ta vô tình chúng ta để lại thông tin họ tên, số điện thoại, địa chỉ. Thì các cái đối tượng khác là chỉ chờ cơ hội đấy thôi. Là nó lấy cái thông tin đấy, nó mạo danh mình là nó gửi hàng. Thì gửi hàng thì các bạn biết rồi. Nhận hàng thanh toán cho bưu tá, khi các bạn mở hàng ra các bạn mới tá hỏa là không phải hàng, chúng ta bị lừa. Cho nên là mình sau này là mình quyết định là mình sẽ khóa comment để không để các bạn bình luận cái thông tin họ tên địa chỉ vào đấy. Thì tất nhiên nó cũng có cái hạn chế là nó giảm cái vui nhộn của cái video, nhưng mà thà như thế còn hơn. Rồi, xin chào tất cả mọi người nhé.